Chưa bao giờ câu chuyện huấn luyện viên lại được bàn tán rôm rả tại bóng đá châu Âu như thời điểm hiện tại. Tính từ đầu mùa giải tới nay, phát súng mang tên Koeman không chỉ khiến La Liga rung chuyển mà tiếng rền vang của nó cũng ít nhiều lan sang tận xứ sở sương mù. Bởi nước Anh đâu đó một số huấn luyện viên có số phận như mảnh chỉ treo chuông, và rất có thể khi những ngày cuối cùng của tháng 10 kết thúc, một vài nhà cầm quân sẽ phải xách vali lên và đi. Tâm điểm vòng 10 chắc chắn không gì khác ngoài cuộc thư hùng giữa Tottenham và Man United. Quỷ đỏ thành Man là đội bóng được bàn tán nhiều nhất trong 7 ngày vừa qua. Thất bại đầy tủi nhục trước Liverpool tại vòng 9 không chỉ khiến các Manusian đi tới giới hạn của sự chịu đựng, mà còn khiến bên trong lòng câu lạc bộ rối ren. Trên thực tế, trận thua 5-0 tuần trước chỉ là cú bật của cái lò xo ức chế đã tích tụ từ rất lâu của cổ động viên Man United. Trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer chỉ có đúng một chiến thắng, một trận hòa và thua tới 3 trận. Bên cạnh đó, lối chơi rời rạc và tinh thần thiếu sức sống của bầy quỷ đỏ giống như một loại xăng, càng làm cơn lửa thịnh nộ bùng nổ hơn trong lòng người hâm mộ. Đã có những lời đồn đoán về số phận của Ole trong tương lai, những ứng cử viên thay thế chiến lược gia người Na Uy cũng được điểm mặt gọi tên, hay những mâu thuẫn giữa nhà cầm quân 48 tuổi và các học trò đã được công bố trên khắp các mặt báo. Chính thống có, lá cải cũng nhiều. Dù là gì không thể phủ nhận sự thật rằng chiếc ghế chỉ đạo của Solskjaer đang là nơi nóng nhất tại Ngoại hạng Anh vào thời điểm hiện tại. Nhưng như mọi lần, ban lãnh đạo Man United đã trao thêm cơ hội cho Solskjaer để cứu vãn số phận của mình tại Old Trafford. Ông sẽ có 3 trận đấu để chứng tỏ với giới thượng tầng, với các cầu thủ và hơn cả là với hàng triệu Manusian trên toàn thế giới. Và Tottenham là thử thách đầu tiên trong cuộc chơi sinh tử này. Chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc nếu Ole và các học trò muốn lấy lại phần nào đó niềm tin từ người hâm mộ. À không, thắng thôi là chưa đủ. Phải thắng thật thuyết phục, thắng trên cả phương diện chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. Sẽ là một trận đấu khó khăn, nhất là khi Ole sẽ không có sự phục vụ của Pogba do án treo giò. Bên kia chiến tuyến, hẳn Nuno Santo cũng phần nào đồng cảm với Solskjaer, bởi số phận của chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Trên thực tế, gà trống đang xếp trên Man United với đúng một điểm nhiều hơn, nhưng phong độ cùng lối chơi của Spurs không thể khiến ban lãnh đạo lẫn cổ động viên hài lòng. Với người hâm mộ gà trống, đây là điều không thể chấp nhận. Vì thế, cuộc tiếp đón Man United vào ngày mai là cơ hội cũng như thách thức để Nuno Santo giữ lại chiếc ghế tại Spurs vào lúc này. Ngoài cuộc chiến của những người cùng khổ trên băng ghế chỉ đạo, chắc chắn cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Harry Kane cũng nhận được sự chú ý. CR7 vẫn làm tốt nhiệm vụ ghi bàn khi đã đút túi 3 bàn thắng sau 6 trận tại EPL. Những pha chơi xấu trong trận đấu tuần trước đã khiến siêu sao người Bồ mất điểm trong mắt truyền thông lẫn khán giả. Còn Harry Kane còn tệ hơn khi đương kim vua phá lưới chưa có bàn thắng nào từ đầu mùa. Cùng chờ xem Ronaldo và Harry Kane sẽ trình diễn ra sao vào trận đấu ngày mai. Trái ngược với Ole và Santo, Arteta đang sống những tuần trăng mật tuyệt vời nhất, có lẽ là từ khi dẫn dắt Arsenal đến nay. Sau cơn mưa trời lại sáng là câu nói không thể đúng hơn với pháo thủ. Nửa đỏ thành London đã thua cả 3 vòng đầu tiên, thậm chí rơi xuống vị trí bét bảng tại Premier League. Nhưng kể từ tháng 9, các học trò của Arteta đã dần tìm lại sức sống và lối chơi gắn kết. 6 vòng gần đây, Arsenal thắng đến 4 và hòa 2. Pháo thủ giờ đã vươn lên vị trí thứ 10 với 14 điểm, chỉ hơn 3 điểm so với top 4. Và có thể cái biệt danh chú tư sẽ trở lại với pháo thủ. Nói về sự hồi sinh của Arsenal, không thể không kể đến vai trò của đội trưởng Aubameyang. Tiền đạo người Gabon đã ghi bàn trong 4 trên 6 vòng gần nhất. Phong độ bay cao của cựu tiền đạo Dortmund là điểm tựa cho pháo thủ thăng hoa trong 2 tháng vừa qua. Tiếp đà hưng phấn đó, một kết quả có lợi sẽ được Arsenal hướng đến trong cuộc hành quân đến King Power sắp tới. Dù Arteta sẽ không có Ben White trong đội hình do chấn thương, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng các học trò sẽ chơi với tinh thần cao nhất trước bầy cáo. Tương tự như Arsenal, Leicester cũng đang có được phong độ khá tốt với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có trận đại thắng Man United cách đây 2 tuần. Đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers đang sở hữu hàng công khá mạnh, 4 trận gần nhất họ đều ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, bầy cáo lại thường chơi không mấy thuyết phục trên sân nhà với chỉ 2 chiến thắng tại 7 trận gần đây tại King Power. Còn nhớ trong lần gần nhất chạm trán Arsenal vào tháng 2 năm nay, Leicester đã gục ngã 1-3 ngay tại sân King Power. Chưa kể tình trạng của Jamie Vardy vẫn là một dấu hỏi. Chân sút người Anh đã phải rời sân ngay sau hiệp 1 trận gặp Brentford vòng vừa rồi vì bị đau bắp đùi. Huấn luyện viên Rodgers vừa thông báo Vardy hoàn toàn ổn và đã tham gia buổi tập của đội. Nhưng việc tiền đạo 34 tuổi có lấy lại 100% phong độ hay không, câu trả lời chỉ có thể biết khi kết thúc 90 phút bóng lăn tại sân King Power. Sẽ là một trận cầu nảy lửa và không khoan nhượng giữa hai đội bóng đang có cùng số điểm, chỉ hơn nhau về hiệu số bàn thắng bại, và rất có thể kẻ chiến thắng sẽ tiệm cận top đầu trên bảng xếp hạng. Hủy diệt có lẽ là từ chính xác nhất dành cho Liverpool vào lúc này. Tính từ đầu mùa, đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn chưa biết thua là gì khi bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 10 chiến thắng và 3 trận hòa. Trong trận đấu gần nhất làm khách đến Old Trafford, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã vùi dập Man United tới 5 bàn không gỡ, nên nói về phong độ lẫn sức mạnh của Liverpool này thật sự không có gì để bàn cãi. 41 bàn thắng và 9 bàn thua sau 13 trận có lẽ là quá đủ để nói lên sức mạnh vũ bão của lữ đoàn đỏ. Những cầu thủ chơi xuất sắc trong đội hình như Fabinho, Henderson, Salah, Jota, Mane đều đang đạt phong độ cực tốt và có những màn trình diễn hết sức thuyết phục. Với đà hưng phấn hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ trong trận cầu gặp Brighton để bám đuổi Chelsea trên bảng xếp hạng. Bên kia chiến tuyến, Brighton có những khởi đầu cực kỳ thuận lợi, thậm chí được đánh giá là hiện tượng khi từng chen vào top 4 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng Brighton đang có dấu hiệu đuối sức. 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bầy Mòng Biển chỉ mới thắng 1, hòa 3 và để thua 1. Tuần trước họ vừa trải qua trận thảm bại 4-1 trước Man City. Họ có những cầu thủ chất lượng cùng lối đá đầy gắn kết, hàng công không quá nổi bật nhưng sự linh hoạt trong phòng ngự được xem là điểm tựa giúp Brighton ghi điểm. Nhưng đối đầu với một kẻ hủy diệt như Liverpool, Brighton sẽ phải gồng hết sức để chống chọi lại với những họng pháo hạng nặng bên phía The Cop. Chưa bao giờ Brighton đủ đẳng cấp để ngồi chung mâm Liverpool. Chênh lệch giữa hai đội về mọi thứ là rất lớn, nhưng đây là Ngoại hạng Anh mà, biết đâu bất ngờ. Man City vẫn đang bám đuổi hai đội đầu bảng cực kỳ gắt gao. 3 điểm trước Crystal Palace là mục tiêu mà đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola hướng đến. Với phong độ hiện tại của Man City cùng với lợi thế sân nhà, họ dư sức làm điều này với The Eagle. 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh không thua trận nào khi thắng 2 hòa 3. Họ cũng đang sở hữu hàng công cực mạnh lẫn hàng thủ chắc chắn với 20 bàn thắng nhưng chỉ để thủng lưới 4 bàn kể từ đầu mùa. Tuy Man City vừa thua West Ham trên chấm luân lưu vòng 4 League Cup, nhưng đây cũng là cơ hội để nửa xanh thành Man có thêm khoảng nghỉ và sự tập trung cho hai đấu trường quan trọng là Premier League và Champions League. Trong khi đó, Crystal Palace dưới sự dẫn dắt của Patrick Vieira có những sự tiến bộ rõ rệt. 5 trận gần nhất tại Premier League, Crystal thua 1 hòa 4, đáng chú ý nhất là hòa 2 đều cho Arsenal ngay tại sân Emirates. Nhưng Man City là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hành quân đến Etihad lần này sẽ là một chuyến đi thật sự lộng gió đối với thầy trò huấn luyện viên Patrick Vieira. Chiếm trệ trên ngôi đầu, The Blue đang sở hữu một phong độ vô cùng ấn tượng ở mùa giải năm nay khi sau 9 vòng đấu, họ chỉ mới thua 1 trận, thắng 7 hòa 1 và đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong trận đấu gần nhất gặp Norwich, đoàn quân của Tuchel đã hủy diệt đối thủ với 7 bàn không gỡ dù ra sân mà không có sự phục vụ của cặp tiền đạo Werner và Lukaku. Vì thế, trong cuộc đối đầu với Newcastle tuần này, chẳng có lý do gì để người hâm mộ không đặt niềm tin vào nửa xanh thành London. Phía bên kia chiến tuyến, bầy chim chích chòe vừa nhận được tin vui đổi chủ và thay huấn luyện viên. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện hóa rồng khi có hậu thuẫn từ nguồn tiền khổng lồ Trung Đông, Newcastle cần phải chứng minh với giới chủ thấy được quyết tâm của họ. 5 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường, bầy chích chòe vẫn không biết chiến thắng là gì khi hòa 3 và để thua 2. Trên bảng xếp hạng, Newcastle vẫn đang đứng ở vị trí áp chót. Chelsea là đối thủ quá tầm so với Newcastle, vì thế 3 điểm khó vụt khỏi tay thầy trò Thomas Tuchel. Vòng đấu thứ 10 chỉ còn vài chục tiếng nữa sẽ bắt đầu. Hãy cùng chờ xem kịch bản nào đang chờ đợi người hâm mộ của chúng ta.